Rồi, hello tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với series Trading 101 của Coin68 TV. Mình là Mộc Tính, admin nhóm 68 Trading. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong series này. Thì hiện tại trên nhóm 68 Trading của bọn mình đang có một cái event, đó chính là so tài trading. Khi mà các bạn giao dịch trên sàn FTX mà các bạn share cái lệnh của mình lên nhóm 68 Trading kèm với cái hashtag là FTX thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được là 50 đô mỗi tuần. Thì thông tin về chương trình này mình sẽ để liên ngay bên dưới, các bạn có thể nhấn vào để tham khảo thêm và cũng như là tham gia vào chương trình này. Rồi, thì trong quá trình mà các bạn giao dịch trên sàn FTX á, thì các bạn cũng gặp một số vấn đề về cũng như là giao diện cũng như là cách thức vận hành của FTX á, nó hơi khác với những cái sàn mà các bạn đang sử dụng như là Binance. Cho nên là các bạn cũng thắc mắc với mình và mong muốn là mình làm một cái video hướng dẫn các bạn sử dụng sàn FTX và làm sao để giao dịch trên sàn FTX một cách hiệu quả hơn. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm qua sàn FTX và đặc biệt là sử dụng cái tính năng là Future Trading trên FTX làm sao cho nó hiệu quả nhất và tiện lợi nhất. Ok, nào chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, như các bạn đang thấy trên màn hình của mình á, thì các bạn đang thấy đây chính là giao diện chính của sàn FTX. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái thông tin như là những cái chương trình đang hiện có của FTX như là FTX Climate ha, rồi những chương trình là FTX NFT, rồi FTX Staking Program và IO trên sàn FTX là Star Atlas. Thì gần đây thì những cái chương trình IO trên sàn FTX á, nó rất là nổi tiếng và rất là hot và được đông đảo cộng đồng hưởng ứng và tham gia. Nên các bạn có thể tham khảo thêm việc sử dụng sàn FTX để giao dịch cũng như là tham gia những cái IO của sàn FTX. Thì ở đây chúng ta có hai cặp là BTC và ETH ha. Rồi, đây là những tính năng chính của sàn FTX, đó chính là giao dịch future, giao dịch spot, giao dịch leverage token, volatility, prediction market cũng như là những cái đồng fiat chéo với nhau, stake và pay này hiện tại ở Việt Nam thì mình vẫn chưa sử dụng được. Còn lại những cái tính năng này thì mình đều sử dụng được hết rồi. Rồi, sàn FTX ấy, nó nổi tiếng với cái việc là giao dịch future bởi vì nó có rất là nhiều cặp giao dịch future. Có khi là spot nó ít nhưng mà future thì rất là nhiều và cũng giống như là nó có rất là nhiều lựa chọn, không chỉ riêng những cái đồng coin mà có những cái chỉ số như là những cái index. Lát nữa mình sẽ nói sau về những đồng index này cũng giống như là những cái đồng stock và prediction, các bạn có thể prediction cho những cái sự kiện diễn ra giống như là việc bầu cử tổng thống Mỹ cũng như là cái việc là Olympic diễn ra ở đâu. Thì khi mà event nó đến á, thì FTX nó sẽ ra những cái đồng token để chúng ta có thể tham gia là đặt cược vào đấy. Rồi, và cái việc đặt cược rất là đơn giản, nó giống như cái việc là chúng ta giao dịch future thôi đấy, rất là đơn giản. Thì ở đây giao diện chính chúng ta sẽ là cái đồng ngôi sao này, nó sẽ là favorite, là những cái đồng token mà mình đánh dấu ngôi sao và mình yêu thích giao dịch trên sàn FTX. Ở đây là có những cái đồng này ha. Rồi những cặp như FTT, SRM, BTC, ETH và Eden. Thì ngoài ra thì là nó có rất là nhiều cái cặp khác. Thì ở đây mình bấm vào future ha. Ấn vào future thì chúng ta có rất là nhiều cặp. Đó. Có cả Coin98 gần đây tăng rất là mạnh nha. Hôm nay Coin98 lên được tới 4.25 đô rồi. Mình nghĩ là Coin98 sẽ tiếp tục tăng trưởng, nếu mà thậm chí là trong việc là BTC có giảm đi thì Coin98 nó vẫn sẽ tăng thôi. Đấy, đang rất là hype. Rất là nhiều đồng coin, kể cả mới lẫn cũ, đặc biệt là những cái đồng mà trên hệ Solana. Có thể là Binance sẽ ưu ái hơn với những cái đồng coin hệ Binance Smart Chain, thì FTX nó sẽ rất là ưu ái những cái đồng trên hệ Solana. Như các bạn thấy nè, như là Oxygen nè, Finda này, Mod nè, Mercurial, thì nó đều đã có future trên sàn FTX. Và thậm chí những cái đồng mà FTX không có spot nhưng mà vẫn có future. Đấy, nó là đặc trưng của FTX là như vậy. Rồi, ở đây là những cộng future nha. Thì future chúng ta ngoài cái việc là future vĩnh cửu thì chúng ta còn có những cái hợp đồng mà nó có kỳ hạn như là tháng 12/2021, tháng 9/2021 và một số index. Đây, như các bạn mình cho các bạn xem nha. Index thì ở đây chúng ta có những cái index rất là đặc trưng.
Với những cái index này á, thì mình thường giao dịch cái cặp index này để mà bắt trọn một cái sóng. Giả sử như ở đây chúng ta có DeFi đi, khi mà chúng ta biết là sóng DeFi nó đến rồi á, thì có hai cách. Một là chúng ta sẽ là mua một loạt những cái đồng DeFi, hoặc là chúng ta chọn một cái đồng DeFi mà chúng ta thích nhất để chúng ta có thể mua, đúng không? Thì ở đây á, có thể các bạn sẽ không phải chọn lựa nhiều, hoặc là các bạn có thể là sợ bị mất cái sóng, hoặc là những cái đồng, một số đồng DeFi nó sẽ không tăng, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể là mua bán những cái long cái chỉ số DeFi này. Thì chỉ số DeFi này như các bạn sẽ có thể xem nha, thì nó đại diện cho, nó sử dụng một cái đòn bẩy có là sao ta, một cái cán cân có chậm số, là có nghĩa là tùy theo những cái đồng thì nó sẽ có chậm số ảnh hưởng lên cái chỉ số DeFi này. Thì chúng ta có rất là nhiều, như là KNC này, Market này, Market DAO này ha, ZRX, REN, REP, SNX.com, TOMO, RUN, CRV, DOT, LINK, MTA, Solana, Grim, BEN, Serum, SUSHI, rất là nhiều đồng nha, rất là nhiều đồng. Thì chỉ cần cái đồng đó trong cái hệ DeFi và nó nằm trong cái danh sách này á, thì các bạn có thể bấm vào đây nè, để các bạn sẽ biết được danh sách những cái đồng đấy. Thì hoặc là các bạn có thể là mua những cái đồng này để đại diện cho một cái nhóm DeFi để ăn trọn cái sóng đấy. Rồi, quay trở lại với những cái chỉ số ha. Chúng ta có chỉ số về Ancoin ha, Midcap này ha, Shitcoin nè. Đấy, và những cái token sàn, những cái privacy, là những cái đồng mà privacy giống như là Z, các thứ đồ, thì rất là nhiều, và thậm chí là những cái index mà có kỳ hạn luôn. Rồi, tiếp tục là những cái đồng spot ha. Spot thì chúng ta giao dịch cũng khá là đơn giản, giống như cái việc mà chúng ta giao dịch trên sàn Binance thôi, khá là đơn giản. Stock đây, thì FTX nó cũng đặc trưng là nó có những cái đồng stock, mà khi mà để mà giao dịch những cái đồng stock này thì các bạn có thể là phải KYC một lần nữa, và KYC một cách đặc trưng và làm một cái bài test để mà có thể giao dịch stock trên đây. Leverage token cũng tương tự như sàn khác thôi. Volatility và prediction, như nãy mình nói đó, thì ở đây chúng ta hiện tại đang có hai cái event, đó chính là Trump 2024 thì hiện tại đang là 0.141, đúng không? Thì là 0.15, thì hiện nếu mà giả sử như trong khoảng thời gian tới, nếu mà Trump á, năm 2024 á, mà Trump đắc cử á, thì cái giá của đồng token này nó sẽ hết hạn và nó sẽ đạt mức giá là $1, đấy là tương đương là khoảng x6. Còn nếu không á, thì cái giá của đồng này nó sẽ trở về không. Thì vừa rồi mình cũng chơi, mình cũng mua cái đồng Trump là 2021, nhưng mà tất nhiên là Trump nó không đắc cử, cho nên là tất cả khoản tiền mình mua thì mình sẽ bị mất đấy. Nhưng mà cái này hay ở đây chính là khi mà các bạn giao dịch future như vậy á, các bạn hoàn toàn có thể chốt. Ví dụ như giả sử như là bây giờ mình mua lúc nó rẻ đi, là 0.15 đi, thì trong khoảng thời gian tới, giả sử như nếu mà Trump nó có những cái động thái gì tốt hơn á, làm cho mọi người nghĩ là khả năng là Trump nó sẽ đắc cử nào vào năm 2024 á, thì cái đồng này nó sẽ bắt đầu nó lên giá khoảng 30%, 50% đi, thì mình hoàn toàn có thể chốt lại ngay mà không phải đợi tới đáo hạn của cái hợp đồng này. Đó là một cái lợi thế mà các bạn có thể giao dịch khi mà các bạn có thể đặt cược trên sàn FTX, mà có thể chốt lời bất kỳ lúc nào, chứ không phải là đợi tới hết hạn. Rồi, quay trở lại. Rồi, ở đây là những cặp fiat ha, và những cặp mà mình giao dịch gần đây. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giao dịch thông qua cặp BTC đi ha. Rồi, trên màn hình của chúng ta đang thấy á, đây là cái chạc của BTC. Mình mở một giờ lên đi. BTC hiện tại đang có mức giá là 48.000, quanh 48.000. Thì mình cũng nạp sẵn tiền vào cái tài khoản này rồi, và có thể giao dịch luôn, nạp sẵn $100 để giao dịch thử. Thì ở đây á, trên sàn FTX á, nó có một cái đặc trưng, đó chính là nó không có cái lệnh isolate. Mà khi nếu mà các bạn không có lệnh isolate á, thì các bạn rất là khó để quản lý cái rủi ro của mình, đúng không? Nhưng mà không sao, thì khi mà bạn nên nó có thể tách có nhiều ví với nhiều cái tính năng khác nhau, giống như là ví spot nè, ví margin nè, ví future nè, ví peer to peer nè, thì FTX nó
cũng có cái nhiều bí, nhiều có thể tạo nhiều cái sub account khác nhau. Lát nữa mình sẽ nói về những cái sub account này sau cho các bạn ha. Ở đây mình sẽ trên màn hình của mình á, mình có một cái khung giao dịch, khung chạc đi, thì những cái chạc này nó sẽ lấy chỉ số từ sàn, từ TradingView đấy, từ TradingView, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng y chang như TradingView thôi. Các bạn có thể thêm nhiều cái RSI ha, nhiều cái indicator mà bạn yêu thích vô đây. Đây, Ichimoku đó, hoặc là CCI. Đấy, rất là nhiều và không bị giới hạn nha. Nếu như các bạn giao dịch trên sàn Binance hay là các bạn dùng cái chart của TradingView á, thì nó sẽ giới hạn bạn là, nếu mà tài khoản mà không có đăng ký premium á, thì nó giới hạn bạn là tối đa chỉ có thể dùng 3 indicator thôi. Nhưng mà khi mà các bạn giao dịch thông qua cái FTX á, thì các bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích. Đó, thì ở đây mình không có dùng, rất là ít dùng những cái này nha. Mình thì mình sẽ tắt bỏ cho nó gọn mắt đi. Rồi, rồi ngoài ra các bạn có thể vẽ nữa. Đây, có thể vẽ bấm vào cái mũi tên này nè. Là các bạn có hiển thị những cái công cụ y chang như TradingView thôi. Vẽ ra. Đó. Mình vẽ ra đây một cái này. Rồi, ở đây mình thấy giá nó phá xuống rồi ha. Khả năng là mình sẽ đặt một cái lệnh short ở đây. Rồi. Ở đây là cái order book, là những cái lệnh mà đang chờ khớp. Market trade là những cái lệnh đã khớp rồi. Khu vực ở dưới đây là những cái lệnh mà chúng ta đang treo và những cái lệnh mà đang chạy của chúng ta. Rồi. Còn khu vực bên đây là khu vực đặt lệnh. Thì sàn FTX á, nó có một cái nó có hai cách đặt lệnh. Một á, là chúng ta có thể đặt lệnh giống như bình thường, đặt lệnh mua, lệnh bán, đúng không? Thì ở đây á, lệnh buy á chính là lệnh long, lệnh sell á chính là lệnh short. Đó, buy là long nha, sell là short. Rồi khi mà chúng ta buy á là long, thì chốt lời của việc buy á chính là chúng ta đặt những cái lệnh short. Đó, thì khi mà cái lệnh long của chúng ta đang chạy, đúng không, nó khớp cái lệnh short, thì giống như là chúng ta đã chốt lời cái lệnh đó. Lát nữa mình sẽ chỉ thêm cho các bạn lệnh này. Rồi, thì các bạn có thể đặt giá này ha, số lượng, đó, tùy thích các bạn thôi. Rồi, nhưng mà ở đây có một tính năng mà mình dùng rất là nhiều và dùng rất là thường xuyên luôn, đó chính là tính năng cái máy tính. Đây, calculator trên sàn này thì mình sẽ đặt lệnh cho các bạn xem luôn nha. Mình muốn sell BTC đi, mình sell BTC. Rồi, như cái chạc này mình phân tích nha, mình phân tích là mình sẽ đặt một cái lệnh sell short position ở đây với cái stop loss là 50.000 và cái TP ở đây là 44.000 đi. Rồi, giá là giá market luôn. Các bạn có thể lựa limit. Đó, limit thì các bạn đặt lệnh chờ khớp ha. Các bạn có thể lựa giá ở đây, còn ở đây mình đặt market đi thì nó sẽ follow đúng như cái giá thị trường này thôi. Rồi, take profit của mình là 44.100. Rồi. Rồi, stop loss của mình là 50.000. Rồi, thì ở đây á, nó sẽ tính luôn cho mình là nếu mà các bạn TP thì các bạn sẽ gain được bao nhiêu phần trăm. Stop loss á, thì sẽ các bạn sẽ lỗ bao nhiêu phần trăm, ở đây là lãi 8% và lỗ 3.77%. Rồi, ở dưới đây chúng ta sẽ nhập số lượng. Thì như các bạn thấy ha, bình thường á, tài khoản mình đây bây giờ mình đang có $100 để mình test đi. Thì khi mình quản lý rủi ro thì mình giao dịch một lệnh mình chỉ mất khoảng tầm 2%. Mình sẵn sàng mất 2% cho một lệnh thôi. Cho nên á, mình sẽ kéo cái này, mình sẽ tính toán. Ở đây nó sẽ hiện ra những cái số tiền nếu các bạn được TP. Ví dụ như take profit nè, thì các bạn đạt bao nhiêu ha. Rồi stop loss thì các bạn mất nhiêu tiền ha. Risk and reward tại thời điểm này là bao nhiêu. Tại vì tùy theo cái giá mà các bạn đặt so với giá take profit và stop loss đó, thì chúng ta sẽ có một cái chỉ số risk reward khác nhau. Thì đây risk reward lớn hơn 2, mình ok, mình vào lệnh. Rồi mình sẽ kéo cái thanh này, mình trượt tới trượt lui ha. Mình trượt làm sao cho cái số tiền mà mình stop loss một lệnh á, nó nằm ở khoảng $2 đi. Đấy là $2 ha. Rồi, $2 là 0.011. Ở đây mình đặt 0.001 đi cho nó tròn. Rồi, mình đặt lệnh luôn. Mình đặt lệnh luôn thì cái entry của mình là market, cho nên cái lệnh của mình khớp ngay. Đó, position nè, là một cái lệnh short ha. Ở đây hai cái lệnh là chờ khớp, là cái lệnh, một cái lệnh là take profit, là cái lệnh TP ở 44.100, và cái lệnh stop market ở 50.000. Rồi các bạn có thể xem ở đây,
Hoặc cách thứ hai là các bạn có thể xem ngay trên cái biểu đồ này luôn. Đấy, thì các bạn có thể lấy là short này ha, mình đang short ở đây, stop loss nằm ở đây, rồi take profit nằm ở đây, chọn ha, y chang thôi. Nó rất là trực quan. Khi mà các bạn giao dịch như vậy thì giá mà các bạn TP stop loss nó đều hiển thị trên cái trang này. Rồi, giả sử như nếu mà mình muốn edit những cái lệnh này, edit những cái lệnh take profit và stop loss thì sao? Mình sẽ có hai cách. Cách mà mình sử dụng thông thường đó chính là các bạn có thể điều chỉnh, chỉnh sửa ha. Chỉnh sửa bây giờ mình muốn dời stop loss lên 51.000 đi thì mình sẽ bấm vô chỗ cái mũi tên này. Bấm vô mũi tên này nè. Là các bạn sẽ chỉnh sửa, mình muốn dời cái trigger price lên 51.000. Đó. Các bạn bấm ok. Thì nó đã chỉnh sửa rồi nè, 51.000. Đó, dời cái này nó sẽ hiển thị dời là 51.000 luôn. Rồi. Cách thứ hai mà các bạn có thể làm á là các bạn có thể kéo cái này xuống đây, kéo về cái giá cũ. Đó, mà khi mà các bạn kéo xuống á thì nó sẽ hỏi các bạn là bạn muốn kéo về giá nào, bởi vì khi mà các bạn kéo về thì nó không chính xác lắm đúng không? Thì mình muốn kéo về 50.000 thôi. Đó, khi các bạn kéo trên chẹt á thì nó sẽ vẫn tính như bình thường luôn. Đó, mình muốn có thể kéo TP xuống dưới đây. Kéo TP về 42.000 luôn. Đó, mình muốn TP xa hơn thì nó sẽ confirm luôn. Đó. TP của mình đã được confirm và về 42.000 rồi, thấy không? Đó, bây giờ mình về lên lại 44.100 đi. Đó. Thì nó đã modify ok. Đó, hoàn toàn đơn giản, rất là đơn giản đúng không? Các bạn có thể đặt lệnh và chốt lệnh một cách rất là đơn giản. Rồi. Trong quá trình giao dịch đó thì mình có thể là đóng lệnh market close ở đây. Đó, đã đóng lệnh ngay lập tức. Hoặc là các bạn có thể share. Đấy, để tham gia cái chương trình sau tài trading của bọn mình á thì các bạn bấm vào nút share này nè. Đó, nó sẽ hiện cái hình này như vậy đúng không? Các bạn có thể chụp hình lại hoặc là bấm share ha, thì nó sẽ hiện thị ra như vậy. Copy và post lên nhóm 68 trading với cái hashtag là FTX. Thì khi đó các bạn đã tham gia cái chương trình là so tài trading rồi đấy, và các bạn có sẽ có nhận được cái cơ hội là kiếm được là $50 mỗi tuần. Rồi mình quay trở lại với cái giao dịch của mình ha. Giao dịch của mình đấy, mình vẫn đang chạy, lệnh này vẫn đang chạy nha, đang short nè. Đó. Rồi, ở đây á, là nó sẽ hiện gọi là tổng cái gọi là sao ta, thế chấp của mình, collateral của mình là đang $97 nè. Số collateral đã vào lệnh là khoảng 7 đô, thì ở đây mình còn lại $90 để có thể đặt lệnh tiếp. Thì mình cũng có thể là kéo những cái móc này để mình giới hạn cái mức leverage tối đa mà mình sử dụng. Thì thường mình đặt là 10x thôi, mình không muốn đánh cái đòn bẩy quá cao. Mình muốn đánh size nhỏ mà, cho nên mình sẽ không đánh cái đòn bẩy quá cao đâu. Rồi, khi mà bạn giao dịch như vậy á, thì các bạn cũng không cần phải quan tâm nhiều tới cái đòn bẩy là bao nhiêu, giá cháy là như thế nào. Các bạn cứ đặt lệnh là TP và stop loss, bạn rào trước đón sau. Mà các bạn, khi mà các bạn đặt stop loss á, thì các bạn cũng biết luôn là cái mức giá mà mình stop loss là bao nhiêu và số tiền stop loss như thế nào. Thì tất cả nó đều nằm trong cái kế hoạch giao dịch của bạn, thì sẽ giúp các bạn quản lý vốn một cách tốt hơn. Rồi, mình đã có một cái video về quản lý vốn á, thì mình sẽ để link ngay bên dưới để các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, mình cũng có thêm một cái ví dụ nhỏ nữa ha. Rồi, ở đây á, giả sử như bây giờ các bạn đã lỡ là cancel một cái, mình lỡ xóa bỏ cái lệnh stop loss này đi. Đây, mình xóa bỏ cái lệnh stop loss này đi. Stop loss ở mức giá 50.000 ha, xóa bỏ nè. Đó, mình xóa nó đi. Thì trên này nó biến mất ha. Rồi làm sao mình có thể đặt stop loss lại? Thì khi các bạn biết á, là mình đang short selling đúng không? Mình đang short selling có nghĩa là mình đang short. Và khi mà nếu mà mình stop loss á, là mình sẽ mua lại đúng với cái giá trị mà mình vừa short đúng không? Thì để đặt lệnh take profit hay là stop loss cho một cái lệnh short á, thì các bạn sẽ đặt một cái lệnh ngược lại, đó chính là lệnh buy. Đấy, thì mình sẽ quay trở lại đây ha. Một cái lệnh bình thường á, mình đặt buy BTC. Đó, mình sẽ buy BTC ha. Bạn có thể là buy limit. Buy limit là thường mình đặt TP á. Mình đặt TP là buy limit ha. Còn mình đặt stop loss là chọn là stop market. Stop market là 51.000 đi.
Rồi. Rồi cái kích thước của cái lệnh là kích thước vừa đúng với cái lệnh mà chúng ta đang đặt. Đây. Đúng với cái lệnh mà chúng ta đang on position. Đó, đây là 0.001 đúng không? À, thì ở đây mình có thể nhập là 0.001 hoặc là nhấn vào cái nút Global Position. Thì khi mà nhấn vào Global Position á, thì cái size của cái lệnh nó sẽ tự động chuyển về đúng với cái size mà chúng ta đang on position. Đó, đúng với cái size chúng ta đang on position là 0.01 ha. Rồi chúng ta bấm buy thôi, stop market 50.000, bấm buy. Thì chúng ta lại có một cái lệnh stop loss ở mức giá 50.000. Rồi, một cách nâng cao hơn thì khi mà chúng ta đặt lệnh những cái lệnh dài á, thì chúng ta có thể dùng là cái lệnh là trailing stop. Trailing stop này á có nghĩa là khi mà các bạn giao dịch á thì giá mà nó chạy đúng với cái hướng mà chúng ta đang có lãi á, thì cái lệnh stop loss nó sẽ tự động dời theo đúng với cái hướng nó luôn và cùng với kích thước mà nó giá mình di chuyển luôn. Thành ra là trong khoảng thời gian mà chúng ta giao dịch đó thì nó sẽ dần dần nâng cái stop loss lại gần hơn. Và khi mà giá bật ngược trở lại thì chúng ta vẫn bảo đảm được cái mức lợi nhuận cho mình. Thì trail value chính là cái khoảng cách giữa cái mức giá và cái mức giá tối đa giữa stop loss và mức giá hiện tại. Đây mình có thể đặt là ví dụ như là 500 giá đi. Thì đặt 500 giá, bấm Global Position ha. Rồi bấm buy. Rồi ở đây chúng ta có một cái này lệnh này là lệnh trailing stop. Thì cái lệnh này nó sẽ cái trigger price này nó sẽ giảm dần. Rồi thấy ha, cái trigger price này nó sẽ giảm dần, nó sẽ giảm theo cái position của bạn. Khi mà các bạn giá mà nó càng đi xuống thì cái stop loss nó sẽ càng đi xuống ha. Nãy là 485 ha, bây giờ là 48, đây là 487, bây giờ 486 nè. Đó. Cái năm lại cái nữa này ha. Các bạn sẽ thấy nó sẽ giảm dần. 456 ha. Vậy giá chạy siêu không? Rồi. Rồi, một với bây giờ mình đóng lệnh này luôn đi. Mình đóng lệnh này luôn đi. Thì các bạn sẽ thấy một cái đặc điểm khác của cái sàn này nữa, đó chính là mình khi mà đóng lệnh á thì những cái lệnh mà đang treo á chúng ta nên cancel hot nha, để tránh cái việc là giá nó di chuyển khi chúng ta giao dịch đó thì giá nó di chuyển làm nó khớp cái lệnh mà chúng ta không có thể là dự đoán trước á, là dễ bị cháy tài khoản lắm nha các bạn. Nhớ cancel những cái lệnh khi mà chúng ta đóng lệnh nha. Rồi, ở đây các bạn thấy những mũi tên này không? Những cái mũi tên này nó sẽ đại diện cho những cái thời điểm mà chúng ta buy, chúng ta sell. Như mình thấy là mình có buy, mình có sell trong một cái nến này, và mình có buy, mình có sell trong một cái nến này. Thì rõ ràng hơn thì mình sẽ bật cái chạc là 5 phút ra đi. Bật cái chạc 1 phút đi. Thì các bạn thấy là Mình buy mình sell trong cái nến này, và mình buy, mình sell trong cái nến này thì nó đều record lại hết ha. Đây mình, nó đều record lại hết nè. Đó, thì về dài hạn mình có thể dùng cái này để mình xem là liệu là mình buy mình sell nó những cái thời điểm mà nó có hợp lý hay không. Đó, rồi chúng ta sẽ chuyển vào cái phần tiếp theo là cái phần là ví, là một trong những cái đặc trưng khác của sàn FTX. Rồi, để mà quản lý những cái ví của mình thì các bạn có thể là bấm vô cái tên của mình ha, wallet. Rồi ở đây á, trên cái tài khoản wallet này nó sẽ hiển thị cho các bạn là total net value của bạn là đang trong cái ví của bạn là đang $100 ha. Mình ở đây á, với FTX á, các bạn có thể tạo rất là nhiều cái ví, và mỗi cái ví á, nó đều có chức năng như nhau, là có nghĩa là mỗi cái ví bạn đều có thể đánh future, mỗi cái ví bạn đều có thể hold coin, bạn có thể đánh spot, tất cả mọi thứ là những cái ví này y chang như nhau. Thì ở đây mình thường hay là kiểu khi mình mua những cái đồng nào á, mình sẽ bỏ riêng một cái ví. Giống như là mình hay đánh future trên cái tài khoản là Perpetual. Đấy, mình hold cái con là Keeper DAO, con Rook á, nó ở một cái ví riêng, để mình không có thể đụng nó khi mà mình cần giao dịch gì đó, mình không có đụng tới nó, mình bỏ ra một cái ví riêng. Rồi, ok, đây là cái tài khoản mà mình hay đầu tư dài hạn cho những cái dự án ở trên Solana. Mình sẽ để riêng một cái ví ha. Tài khoản Main Account thường mình sẽ không để gì trong cái tài khoản Main Account hết.
Rồi, test là mình vừa chuyển tiền. Mình vừa chuyển tiền từ những cái ví khác sang test để mình có thể là mình làm quay cái video này cho các bạn xem. Thì các bạn có hoàn toàn có thể tạo những cái ví mới ha. Ví mới đặt tên là cái gì? Test 01, nó Relationship Account. Xong rồi các bạn có thể dùng nút transfer này, các bạn chuyển tiền giữa những cái tài khoản với nhau. Và những cái tài khoản này với nhau á, nó đều ngang hàng hết và đều có thể thực hiện tất cả những cái chức năng như những cái ví bình thường khác. Đó, thì nó sẽ giúp các bạn quản lý tốt hơn. Rồi, khi mà các bạn giao dịch trên sàn FTX á, thì nó có một cái đặc trưng khác của FTX nha, là tất cả lãi lỗ của bạn sẽ đều quy về USD hết. Đấy, và USDT hay những cái đồng coin khác á, các bạn đều có thể dùng như là một cái collateral, là những cái bảo chứng, đúng rồi, những cái bảo chứng để các bạn có thể dùng cái đó để mà cầm cố, để mà giao dịch future. Thì như USDT á, thì nó có tỷ lệ là 100%, ví dụ như là 100 USDT á, thì nó như là một có thể giao dịch như là 100 đô luôn. Còn ví dụ như Bitcoin á, thì tỷ lệ phần trăm nó sẽ thấp hơn, và những altcoin thì có thể là nó khoảng 20-30% thôi. Đó, và lãi lỗ của bạn nó sẽ tính vào USD. Nó ví dụ mình lãi 0.01 rồi nè. Đó, còn nếu mà lỗ thì ở đây nó sẽ âm. Nó, và bạn có thể bù lỗ bằng cách việc là bạn swap từ USDT sang USD, hoặc là các bạn có, khi mà các bạn chuyển tiền qua đây các bạn có thể swap luôn. Nó cũng khá là đơn giản. Các bạn có thể dùng nút convert nè. Đó, convert từ USDT sang USD ha. Max 100% luôn, 100 đô nè, mình convert. Từ 100 đô này mình convert qua đây thì mình được 99.8, cũng khá là ok, mình convert luôn. Đó, bây giờ mình có 99.8 nè. Đó, khá là đơn giản. Rồi, thì với những cái ví này sẽ giúp các bạn là quản lý tài khoản của mình một cách tốt hơn và sử dụng nó một cách tiện lợi hơn. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể là sao? Các bạn có thể dùng những cái tài sản này để thế chấp, và bạn có thể là lend, bạn có thể vay những cái đồng coin này để mà giao dịch, có thể là đánh margin. Nhưng mà mình ưu tiên mình đánh future trên sàn FTX hơn. Đó. Đây, ở đây nó cũng hiển thị luôn những cái lệnh mà chúng ta đang đánh nè. Những cái lệnh đã fill nè. Đó, những cái lệnh nào mà mình đã fill như thế nào nó đều hiển thị ở đây hết. Deposit cho 100 đô này. Balance tài khoản. Đó, ngoài ra mình còn có những cái ví khác mà các bạn có thể dùng để giao dịch đặc thù riêng cho những cái đồng coin nào cũng được. Rồi, ok. Rồi, thông qua cái video này á, thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã biết sơ cách thức giao dịch trên sàn FTX rồi, đúng không nào? Còn chần chừ gì nữa mà không trải nghiệm ngay và tham gia cái chương trình so tài trading của bọn mình. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là vấn đề gì cần mình hỗ trợ, có thể tìm đến mình thông qua nhóm 68 Trading. Mình sẽ để link thông tin chương trình và thông tin nhóm 68 Trading ngay bên dưới thôi. Các bạn có thể click vào và tham gia nhóm cũng như là tham khảo thêm. Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp giao dịch Trading 101 tại Coin68 TV.